lúc mà ngoài đó nắng chang chang luôn, nhưng mà mình nếu mà mình muốn thì mình đỡ nào mình cũng phải chấp nhận để hồi để được chích. Chích được thì mình vì mình mà vì bao nhiêu người nữa. Được tổ trưởng thông báo, bất chấp cái nắng từ đầu giờ chiều ngày 13 tháng 8 năm 2021, bà Ngô Thị Thu Cúc cùng con gái và chồng đã tới điểm tiêm chủng tại trường tiểu học Bình Hưng ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đợi để tiêm vaccine phòng COVID-19. Loại vaccine người dân được tiêm là vaccine Verocell do hãng Sinopharm sản xuất. Đi cùng mẹ, chị Võ Hoàng Dung không quan tâm đến loại vaccine nào mà chỉ mong muốn nhanh chóng được tiêm vaccine để có thể bảo vệ bản thân và gia đình trong lúc dịch bệnh đang phức tạp. Nói chung là tiêm cho người dân thì sẽ hết dịch, có cuộc sống trở lại. Chứ giãn cách hoài nó khó khăn luôn. Chiều ngày 13 tháng 8 năm 2021, rất nhiều người dân ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũng đã đi tiêm vaccine COVID-19 sau khi nhận được thông báo. Mặc dù đầu giờ chiều trời nắng, sau đó mưa tầm tã, tuy nhiên nhiều người vẫn mặc áo mưa đứng chờ để được tiêm vaccine. Tại điểm tiêm này, lực lượng y tế đã khám sàng lọc, sau đó thông báo tiêm vaccine Verocell của công ty Sinopharm. Mọi người có quyền đồng ý hoặc không đồng ý tiêm. Bữa nay tổ trưởng kêu mấy đi chứ mấy bữa cũng giờ xếp hàng vậy đó, thế là nó giờ cho danh sách hỏi có tên trong máy rồi đi về, rồi bữa nay giờ có tên danh sách trong máy, nhờ đó tổ trưởng báo là mới ra mới tiêm được. Tiêm được rồi cũng mừng. Vô bác sĩ có nói là có đồng ý tiêm của thu lúc này không, nếu đồng ý thì tiêm, mà không đồng ý thì mình cho mà đi về. Nhưng mà hầu như nãy vô tôi ngồi tôi thấy ai cũng đồng ý hết, có tiêm có còn hơn không còn hơn mình chờ đợi những cái thuốc chi nữa, để lỡ tính mạng mình quan trọng rồi mình không biết trước chuyện gì xảy ra. Là nãy vô thấy bà con ta cũng thấy nhiều người cũng không may từ chối, ta cũng đồng ý tiêm. Tại điểm tiêm chủng được phân thành nhiều khu vực khác nhau, người dân được xếp ghế ngồi giữ khoảng cách. Sau khi thăm khám và được tiêm vaccine sẽ được hướng dẫn ngồi lại theo dõi sau tiêm 30 phút. Từ ngày 13 tháng 8 năm 2021, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tiêm chủng 1 triệu liều Verocell của công ty Sinopharm đến các địa bàn. Lô vaccine này đã được Bộ Y tế kiểm định và cho phép sử dụng. Loại vaccine này trước đó đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng. Lô vaccine 1 triệu liều này cũng đã được Viện Kiểm định Chất lượng Quốc gia và Sinh phẩm Y tế kiểm định chất lượng và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng ngày 4 tháng 8. Bộ Y tế khẳng định 1 triệu liều Verocell đủ điều kiện để đưa ra sử dụng. Tại Việt Nam, vaccine Verocell được nhiều tỉnh thành như Hải Phòng và Quảng Ninh tiêm trong dân.